Trong những năm gần đây, đại dịch Covid đã tác động tiêu cực đến đời sống của con người. Nhiều hoạt động thương mại, giao dịch, buôn bán bị đình trệ, hạn chế. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, trăn trở làm thế nào để duy trì hoạt động kinh doanh qua những ngày tháng dịch bệnh này. Để ứng phó lại tình cảnh, một trong những cách được coi là hiệu quả nhất chính là dịch vụ kinh doanh online. Bạn đang kinh doanh trang sức đá quý? Nếu doanh nghiệp xây dựng web bán trang sức đá quý sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng ghé thăm trang web của doanh nghiệp, lựa chọn cho mình những loại trang sức phong phú như vòng tay, vòng cổ hay nhẫn đôi. Hơn nữa, khách hàng có thể tự xem hình ảnh video mới nhất mà doanh nghiệp cập nhật để bỏ vào giỏ hàng. Nơi doanh nghiệp có thể thỏa sức sáng tạo, bày trí theo phong cách riêng và lại tiết kiệm để tạo sức hút riêng so với những doanh nghiệp cùng ngành khác. Hiện nay trong ngành dịch vụ thiết kế website, một cái tên uy tín và nổi bật được nhắc đến là Nhân Mỹ. Công ty được thành lập từ năm 2008 đến nay, với bề dày kinh nghiệm về thiết kế nhiều dịch vụ website chất lượng, cùng đội ngũ nhân viên lành nghề, tài năng, thân thiện. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa sở hữu cho mình một website bán trang sức đá quý hay đang có một web mà chưa hiệu quả thì liên hệ ngay với công ty Nhân Mỹ qua link từ dưới màn hình hoặc quét mã QR để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng sở hữu cho mình một website bán trang sức đá quý sang trọng, chuyên nghiệp.